Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đã chấm dứt với chiếc xe tôi lái, bỏ người mẹ, bỏ luôn cả các em. Ai sẽ là người lo những lúc tắt đèn? Từng đêm tôi cứ nằm mơ thấy bóng người ở bên, người mà tôi không may làm cho số phận phải gạch tên. Sao tôi vào đây? Bóng tôi đang ở quanh. Sao tôi vào? Chỉ vì một chút nhắm mắt nên tôi đã phải đối diện với bóng tối. Chiếc xe này đã lao thẳng tới một người, chỉ kịp thốt lên thôi xong rồi. Không thể nào cứu rỗi, số tiền không thể lo nổi, gia đình lại thêm gánh nặng, mẹ ơi con xin lỗi. Khi tôi trở về, rồi ai sẽ chấp nhận? Hay mọi người sẽ nhìn tôi bằng những ánh mắt oán? Hoặc chỉ còn những người thân nhất ân cần chật vật chăm sóc tôi cẩn thận? Tương lai và ước mơ dang dở chỉ vì một chút bất cẩn. Đây là một trong số những lần rất là ít ỏi mà chúng ta thấy là bạn ý bỏ kính ra. Và tôi nghĩ là bạn đã có một phần trình diễn rất là thành công, đặc biệt là cái câu cuối cùng tôi rất là thích. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Và chúng tôi rất là muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ phía các vị huấn luyện viên ạ. Phải nói rằng là bài hát của bạn cho chúng tôi thấy rất rõ âm nhạc của bạn ở cái tuổi mà bạn đang bắt đầu thử nghiệm để tìm ra cái con đường của mình với âm nhạc. Và tôi phải dành cho bạn một lời khen, bởi vì bạn đã dám dấn thân vào một loại nhạc mà nó gai góc chứ nó không dễ nghe như bao người khác. Đó là một điểm cộng của bạn. Và tôi mong rằng sau cái cuộc thi này, bạn lại tiếp tục có những cái dấn thân như thế. Và đó chính là cái điều mà đáng quý nhất của một người nghệ sĩ.
Cảm ơn ạ. Xin mời huấn luyện viên Lê Minh Sơn. Chúc mừng Đinh Tuấn Anh, một bài hát, một cái cách đặt vấn đề rất tuyệt vời, chất liệu âm nhạc rất tốt, hát cũng rất là tốt. Tôi chỉ thấy một cái điều này, ai cho tôi làm lại cuộc đời? Thật ra thì một câu hỏi nó hơi mâu thuẫn với cái là vào đây, chính vào đây để tôi làm lại cuộc đời. Tôi chờ đợi bạn giải quyết. Và chính khi bạn ý vào trong tù vì gây ra một cái tai nạn, thì vào đấy bạn mới có thời gian để tư duy, để suy nghĩ lại những hành động của mình. Và vào đây để cho tôi làm lại cuộc đời, thì cái bài hát của bạn đắt vô cùng. Và một cái thông điệp bạn đưa ra và bạn giải quyết được một cách đầy sâu sắc. Đó, tôi chỉ hơi tiếc một chút xíu về cái lời bài hát bạn đưa ra như vậy thôi. Còn mọi thứ rất tuyệt, cảm ơn bạn. Cảm ơn ạ. Với những lời nhận xét của huấn luyện viên Lê Minh Sơn thì bạn có muốn lý giải một điều gì đó về cái bài hát của mình không? Dạ, anh Lê Minh Sơn nói rất đúng. Em cũng chả biết nói gì nữa. Nói đúng không? Rồi thời gian khi bạn viết nhạc, bạn sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Đặc biệt là về cái ca từ của bạn. Đặc biệt khi bạn đặt ra một vấn đề hay, chính bạn sẽ là người giải quyết những cái điều đó. Xin cảm ơn huấn luyện viên Giáng Son ạ. Chị góp ý gì thêm cho tiết mục vừa rồi của thí sinh của chúng tôi? Không biết có phải là hôm nay tôi khó tính quá không, nhưng mà cái câu là sao tôi vào đây này, thế nhưng mà tôi cứ nghe thấy sao tôi vào đây, hoặc là nếu mình là sao tôi ở đây, hay sao tôi đến đây, hoặc là đại khái như thế nào đấy để nó không thành vào đấy. Thì tự nhiên là tôi hơi khó chịu một chút. Thế anh Hồi, anh sao ạ? Không ạ, em xin phép em lên đây em đứng với bạn ấy chút. Em đã làm được rồi. Phải giới thiệu với mọi người rằng đây là một thành viên cực kỳ run và cực kỳ tâm lý. Hôm mà ở vòng chạy sáng tác khi lên mà hát cái bài cái tay này, cầm cái lời này. Đúng này đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng hôm nay em làm được rồi đúng không? Dạ. Đấy, thì mình cần có nhiều thời gian thì mình sẽ va chạm nhiều và mình có nhiều cái cơ hội để mà mình làm quen hơn. Thì anh nghĩ rằng là hôm nay em đã làm tất cả mọi người bất ngờ rồi và em cũng làm anh rất là tự hào. Anh dạ. Về đã. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những ý kiến của hội đồng bình luận. Đã có người giơ tay. Xin được mời nhà báo Diệu Minh. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào Đinh Tuấn Anh. Thật sự là ngay từ đầu khi mà nghe về cái đề tài của bài hát này thì mình nói thật là mình rất không thích. Thậm chí là mình nghĩ là có thể nó sẽ bị lên gân. Nhưng mà sau khi thấy bạn biểu diễn thì mình lại bị hoàn toàn thuyết phục, bởi vì mình thấy cái cách đưa đề tài của bạn vào trong bài hát nó rất là mượt mà. Những cái câu nhạc của bạn nó ăn với nhau, trong khi so với một số những cái bài mà nói về xã hội như thế này thì nó sẽ khó được nhuần nhuyễn giữa cái lời và nhạc. Đó là cái cảm xúc của mình. Và khi mà mình thấy bạn chọn đề tài này thì mình nhớ đến Phan Mạnh Quỳnh của mùa đầu tiên với ca khúc Hồi ức. Chị rất là thích bài đó của em. Đó là những cái đề tài rất là khó mà các bạn đã có thể chuyển tải vào trong âm nhạc một cách rất là mượt mà. Nhưng mà mình cũng muốn nói với bạn một lời động viên. Có những cái sáng tạo như thế này thì nó sẽ có cái sự phong phú trong âm nhạc. Ở phía dưới thì Phan Mạnh Quỳnh cũng đang sẵn sàng cầm micro để chia sẻ những sự đồng cảm với Tuấn Anh rồi. Trước tiên cảm ơn chị Triệu Minh. Thứ hai là lần này em xin đồng ý hoàn toàn với góp ý của anh Lê Minh Sơn. Mình nghĩ thì Tuấn Anh khi mà tung ra một bản chính thức có thể nghe lại cái lời gợi ý của anh Lê Minh Sơn để mình cho thêm một cái ý nghĩa vào đó nữa. Còn thứ hai nữa thì mình xin được bày tỏ sự thán phục hoàn toàn về phần trình diễn này. Ca khúc này thứ nhất nó phảng phất hơi rock của những boy band thế kỷ trước, và giọng hát của bạn thì rất là hiếm, trên thế giới cũng ít chứ không phải là ở Việt Nam. Và mình đang liên tưởng đến Adam Lambert. Ca khúc như thế này nó cũng rất đúng tinh thần của rock luôn, một ca khúc rất là u uất về đề tài xã hội. Xin gửi lời biết ơn đến anh Hồi, anh đã tạo thành một cái sản phẩm nó trọn vẹn như này. Xin chúc mừng đến chương này. Cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn ý kiến đánh giá từ phía hội đồng bình luận. Nhà báo Phát Lê ạ. Vâng ạ, anh cũng muốn nói đôi điều, xin mời. Chắc tôi chỉ nói về cảm xúc thôi. Năm rồi Quỳnh sử dụng cái chi tiết là nghĩa trang lạnh lùng đúng không? Thì đây là cái lần thứ hai trong cuộc đời tôi cảm giác lạnh lẽo xung quanh khi mà nghe một cái bài hát như vậy. Tôi nghĩ bạn đã rất là thành công khi mà làm cho người khác sợ khi mà nghe một bài hát của mình. Đúng là bạn đã thành công khi mà chọn cái chủ đề này, tại vì các anh chị xung quanh cảm thấy đây là một chủ đề nhạy cảm. Nếu mà mọi người đều đồng cảm trong ca khúc này, tức là mọi người biết sợ cái cảm giác khi mà nghe ca khúc này của cái người đang ở trong đây á, thì bạn đã thành công trong cái việc đó rồi. Xin cảm ơn anh Phát Lê.
Cho tôi xin bổ sung thêm một ý rất nhỏ thôi, bởi vì tôi rất thích cái bài hát này và rất thích bạn này. Thật ra thì ngày xưa có Bùi Công Nam thì viết về cái Chí Phèo mà tôi đã nói rồi, ai cho tôi làm người lương thiện, chỉ có ngày xưa thôi. Còn bây giờ xã hội của chúng ta, đúng không em? Em cần phải tư duy thêm, sâu thêm, và đó mới là sứ mệnh và trách nhiệm của một người cầm bút. Thì đây là một tác phẩm hoàn thiện, quá đẹp, rất văn minh và đầy văn hóa, rất hay, và thông điệp đưa ra quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Quá tuyệt vời. Bạn có muốn chia sẻ cảm xúc gì với tất cả mọi người đây, những người đang đồng cảm với âm nhạc của bạn? Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe em trình diễn ngày hôm nay. Đặc biệt là em cảm ơn anh Hồ Hoài Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc sáng tác cũng như là khắc phục và giọng hát của em. Ôi đừng nói là sắp khóc nha. Chàng trai đầy chất rock mà lại yếu đuối như vậy. Vâng ạ, xin mời anh ngồi anh. Một cái con người trong cái tư duy nó rất là gai góc, nhưng mà ở ngoài thì rất là nhút nhát. Xin được kể với quý vị là cách đây có một tuần thì bảo anh ơi em hát chán quá hay là em đi học hát, thì mình mới bảo là một tuần thì em học làm sao mà em hát hay hơn được. Thế nên tốt nhất là thôi mình sẽ tìm cách làm sao để cho nó phù hợp với khả năng mình nhất. Nhưng những cái gì hôm nay em thể hiện ở đây thì anh tin rằng là em đã chứng tỏ được với gia đình mình rằng là em cũng có khả năng. Và ngay từ sau đây em có thể đi học và học một cách chính quy, chuyên nghiệp, biết đâu được đấy sau một vài năm nữa sẽ có một cái tên là em ở trong cái làng âm nhạc. Cảm ơn. Với tất cả những sự ủng hộ đó thì chúng ta sẽ cùng xem số điểm từ hội đồng bình chọn dành cho Đinh Tuấn Anh ở hàng đầu tiên ạ. Chín trên 11 điểm ở hàng thứ hai. 10 trên 10. Quá tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mà hàng hai có một sự đồng thuận cao đến như vậy. Và tổng cộng là chúng ta có 19 trên 21 điểm dành cho Đinh Tuấn Anh. Chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn.